Xin chào các bạn, tôi là Thành. Ngày hôm nay Thành sẽ hướng dẫn mọi người xử lý một vài những cái lỗi khi chúng ta sử dụng cái máy đo lượng tử sinh học cơ thể. Thì trước tiên chúng ta hình dung máy này chúng ta chỉ chạy được trên hệ điều hành Win thôi. Cái máy mới nhất nó sẽ chạy được từ Win XP đến Win 11, đúng không? Và ổn định nhất là chúng ta chạy Win 7, Win 8, Win 10 thì Thành nghĩ là nó ổn định nhất. Vậy đầu tiên ở đây cái lỗi chúng ta hay xảy ra, chúng ta chú ý nha, chúng ta phải phân tích nha, chúng ta phân tích. Nếu mà chúng ta không có cài đặt được phần mềm vào, thì một là do máy tính chúng ta không hợp, hai là do cái phần mềm của chúng ta ấy bị lỗi thì chúng ta phải xin cái nhà cung cấp chúng ta cho cái phần mềm khác. Ok chưa? Nhiệm vụ số 2 là khi chúng ta đã cài đặt được phần mềm rồi mà chúng ta không mở được phần mềm đó ra thì có thể là lỗi do cái USB token là USB để mở máy đó nha. Vậy có nghĩa là nếu mà cài đặt rồi, phần mềm ổn định rồi mà chúng ta không có mở được ra thì chúng ta phải xem có phải là lỗi USB này không. Rồi, trường hợp 3, nếu mà cài đặt phần mềm vào được rồi, mở được phần mềm ra rồi mà khi ta nhập thông tin vào ta đo nó báo lỗi thì có thể là do cái dây cáp này nha, do cái dây cáp này. Kể cả dây cáp chúng ta có cắm vào nó vẫn chạy thì vẫn có thể là do nó bị lỏng hoặc không hợp lý. Thì đầu tiên là chúng ta sau khi đã cài đặt mở rồi nha, chúng ta có thể chuyển cái đầu này sang cái đầu khác, đầu cắm này sang đầu khác, sau đó chúng ta có thể là mở lại nha. Thì đây là cái trường hợp số 3. Thì chúng ta có thể là ra cái quán máy in chúng ta mua, đây là cái dây máy in thôi, chỉ có 25.000 thôi. Trường hợp số 3 là một vài anh chị nâng lên cái Win 10 và Win 11 thì do cái hệ thống bảo mật Win nó bật tường lửa lên càng ngày càng hiệu quả đó, được không? Thì mình cái phần mềm, cái phần mềm ngoại lai vào thì nó sẽ bị thoát ra, nó báo bị lỗi á. Thì đầu tiên nha, chúng ta nhớ này, chúng ta vào phần setting cho Thành, được không? Chúng ta vào phần này này, được không? Vào phần cái phần Win này này. Rồi. Sau đó chúng ta kích vào cái chữ setting này. Setting này này. Rồi. Mọi người tìm đến cái phần Update and Security, có nghĩa là cài đặt và bảo vệ. Update and Security, có thể một vài máy ở chỗ này nhưng mà nhớ Update và Security. Sau đó tìm đến phần Windows thứ ba này này, Windows Security. Ta kích vào Windows Security. Sau đó chúng ta ở bên phải này chúng ta kích vào chữ Virus and Therapy, được không? Đầu tiên Virus. Ở phần này có thể của anh chị là tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nhưng mà chúng ta nhớ đây này, ba cái phần đầu tiên chúng ta chưa để ý vào ha. Ở đây nếu là tiếng Anh chúng ta là Manager Setting, còn bình thường đó chính là quản lý cài đặt nha. Quản lý cài đặt thì chúng ta bỏ cái phần trên, chúng ta kích vào cái phần Manager Setting. Ở đây nó có bốn cái chữ on này, được không? Là cứ cài vào nó sẽ xóa của anh chị đi, anh chị cài được một vài lần xong nó xóa đi. Thì chúng ta đóng cho Thành, ập cho Thành bốn cái này lại. Một này, ập lại ES này, được không? Sau đó ập lại lần thứ hai này, ập thứ ba, ập thứ bốn, còn nó báo hiệu này thì kệ nó. Thế là xong. Sau đó mọi người xóa phần mềm cũ đi, mọi người cài lại là mọi người đo được. Vậy Thành nhớ nha, Thành nhắc lại mọi người, chúng ta nhớ này, một là lỗi do phần mềm thì ta cũng có phần mềm mới, hai là lỗi do USB cài đặt thì cái này chúng ta có thể mua 5, 6, 7, 800 tùy loại máy. Số 3 là chúng ta mở được rồi, ta cài được rồi là lỗi do cái dây nối. Số 4 là chúng ta do cái phần mềm máy tính chúng ta, cái Win nó có lỗi hoặc là Win nó bảo mật quá, nó bảo vệ quá. Số 5 có thể là do cái máy tính này, thì lúc này chúng ta cài thử sang máy tính khác. Còn cái cuối cùng là có thể là do cái máy của chúng ta nó bị chết, thì lúc này chúng ta có thể đổi máy khác nha. Chúng ta chú ý cho Thành, và trong quá trình chúng ta khó hiểu chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với Thành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.